Chào các bạn, mà các bạn nghe câu chuyện ngụ ngôn kiến và voi. Ngày xưa trong một khu rừng rậm có một con voi rất hung dữ, gặp bất kỳ loài vật nào voi cũng dùng đôi ngà ghê gớm của mình và húc. Voi chưa chịu thua một loài vật nào, vì vậy càng ngày voi càng kiêu ngạo. Một hôm voi đang ngây ngang đi dạo thì gặp một đàn kiến vàng bỏ ngang qua đường, cho rằng đàn kiến nhỏ bé láo xược, voi quát: Đàn kiến danh con kia, chúng bay không biết tao là ai hay sao mà chúng bay dám bò ngang qua đường tao đi. Tao chỉ khẽ dẫm lên một cái là chúng bay chết cả lút, chúng mày không biết thân biết phận một tí nào cả. Trái với voi nghĩ đàn kiến bé nhỏ đã cứng cỏi đáp lại. Này bác voi, chúng tôi là những người biết mình biết người, chúng tôi không bao giờ kiêu ngạo với ai cả. Nhưng nếu bác cậy sức muốn đánh nhau với chúng tôi thì chúng tôi cũng không sợ chúng tôi cũng không chịu lùi bước trước một sức mạnh nào đâu nghe đàn kiến trả lời như vậy voi nổi giận điên người voi lồng lên định dẫn đàn kiến chết tan xác dưới bàn chân to lớn của mình đàn kiến bé nhỏ đã nhanh nhẹn tản ra bám ngay lên chân voi mà leo lên lưng voi đàn kiến bảo nhau súng cả vào hai mắt voi mà cắn khiến voi không sao mở được mắt ra lửa trong khi hai mắt voi còn cay xè thì đàn kiến lại bảo nhau chui vào hai tay voi mà đục cho thủng màng nhĩ voi đau nhức tận óc voi cố lấy vòi để thổi và quét đàn kiến xuống đất nhưng không xỏe vì đàn kiến quá đông đàn kiến lại chui vào vòi voi mà đốt mà cắn voi không tài nào chịu nổi ngã lăn ra kêu khóc dễ giụa ầm trời đàn kiến đã đi báo thêm cho nhau biết và kéo tới một lúc một nhiều xuống lại và đốt cho voi tới khi voi xin lỗi với chịu tha từ đấy họ hàng nhà voi bảo nhau phải tránh xa giống kiến nhỏ bé nhưng ghê gớm trước khi ăn gì họ hàng nhà voi đều cuốn thức ăn vào vòi rũ thật sạch hết sức để không còn kiến nữa thì mới dám ăn và voi cũng hết sức để ý không bao giờ để cho kiến leo được lên trên người mình qua câu chuyện trên các bạn học được bài học gì? Đừng quá kiêu ngạo coi thường người khác nhỏ bé hơn mình các bạn nhé. Mời các bạn nhấn vào nút đăng ký và nút hình chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.